Gãy đầu trên xương cánh tay, phương pháp sau phẫu thuật. Từ 0 tới 2 tuần, lưu ý đeo đai vai 4 tuần. Giai đoạn từ 0 tới 2 tuần, chuyển động thụ động sớm. Bắt đầu bài tập quả lắc cho vai, bài tập thụ động gập vai về phía trước. Bắt đầu tập bài chủ động cho kiểu tay, cổ tay, cẳng tay và bàn tay. Không thực hiện các bài tập chủ động nào cho vai trong giai đoạn này. Bắt đầu các bài tập nâng vai và ép bả vai vào nhau. Thực hiện các phương pháp giảm đau và sưng. Không đẩy, kéo hoặc nâng vác đồ vật với tay bị thương. Từ 2 tới 4 tuần, bài tập quả lắc chủ động với hỗ trợ gập vai về phía trước. Tập chủ động xoay vai ngoài tới 40 độ. Chỉ khi bệnh nhân không cảm thấy đau, cảm giác khó chịu thì được, nhưng không ép bệnh nhân đau. Từ tuần thứ 3, có thể bắt đầu các bài tập kéo ròng ròng nhẹ nhàng. Không lái xe trong giai đoạn này. Từ 4 tới 6 tuần, tiếp tục bài tập quả lắc. Tập các bài chủ động có trợ giúp gập vai vào phía trước, giãn vai tới khoảng 90 độ. Chủ động có trợ giúp duỗi vai vào khoảng 6 tuần. Bắt đầu các bài tập tăng sức mạnh cơ cho kiểu tay, cổ tay và tay, không phải vai. Bắt đầu giảm đeo đai vai lại. Từ 6 tới 8 tuần, tập các bài tập đảo trường, xoay trong, xoay ngoài vai, cơ delta trước, sau và giữa. Tập các bài chủ động gập vai khi nằm ngửa, chủ động gập vai về phía trước với tạ khi nằm ngửa. Nằm nghiêng một bên, tập xoay vai ngoài với khăn hoặc gối nhỏ kẹp giữa nách để hỗ trợ vai. Lưu ý bắt đầu từ 8 tuần. Có thể bắt đầu các bài tập kháng lực, giãn cơ và tập tăng sức mạnh của cơ. Không nâng, khiêng vác hoặc đẩy vật trên 4.5 kg. Lưu ý, nếu như gót vai kêu lục cục khi tập các bài tăng tập vận động thì nên dừng lại và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiếp tục. Sau đây là các tài liệu tham khảo.